Chào các bác nhá. Báo chim ơi, báo chim nữa. Chả hàng số phòng đăng nhá. Đêm qua tưởng được nhiều nữa nhưng mà gió trời đẹp thế mới được có mỗi 4 con anh em ạ. Đây thằng em đăng nhờ nhận hàng đây, số phòng đăng ơi. Đây, một chim. Hai chim. Anh em qua được nhiều không? Qua mình thì có mỗi 4 con thôi. Hôm trước còn được 8. Qua trời tiết đẹp thế mà tưởng được nhiều. Mỗi 4 em. 3. Bốn em nhá. Thông báo các bác em được 4 em. Trong này toàn cái không được. Em này chắc mới lở năm nay mặt lem lem. Đấy. Số phòng đăng đâu vào nhận hàng đi. Ôi dồi mổ. Đây nha. Đây được một vạc nữa. Đấy, giá vạc giá trích ngang nhau thì coi như 5 em đi. Thế là thôi ấm ấm không? 5840. Đây là em làm cái 4 lít rồi. Đây đặt ngày công. Sáng ra hôm nào cũng cần này không cần nhiều. Đấy. Chịt chặt nó vào. Tiền đấy. Chịt chặt nó vào. Tiền đấy. Đấy. Bác thứ hai. Quay tròn. Cá hôm nay lại ngạt. Lưới này mua của shop Hồng Đăng, năm nay năm thứ 3 bắt đầu phai phai. Còn cái tay bên kia là tay mới mua năm nay đi. Đây. Đây là đây đầu này đánh 2 toa nhé. Đầu dưới kia đánh 1 toa 1 chét. Đây. Đầu ni 263 đây. B nhé. Đấy. Mình dừng trực tiếp điện lưới luôn. Điện đây. Đấy. Lưới này căng kín vùng quanh bờ ao. Hầu như con nào mà về là chết. Đào sâm nhưng mà nó chưa lạnh lắm. Mấy ngày chưa được củ nào. Chào các bác nhá. Em Hồng Đăng vào nhận hàng đi. Trả hàng em ấy. Tối giờ có 4 chích cho em ạ. Qua được 8. Làm nắm rau về nấu mì bé ăn. Chào các bác nhá.